Cô xin chào các em. Sau một kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán thì chúng ta lại tiếp tục được gặp lại nhau. Và để mở đầu cho tiết học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào bài 7 tiếp theo. Trang phục. Ở tiết trước thì chúng ta đã đi vào tìm hiểu phần 1 nhỏ, 2 nhỏ và 3 nhỏ. Trong phần 3 nhỏ lựa chọn trang phục thì chúng ta đã đi vào tìm hiểu chọn trang phục phù hợp với vóc dáng cơ thể. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu tiếp phần 3.2 trong phần 3 nhỏ, đó chính là chọn trang phục phù hợp với lứa tuổi. Các em hãy quan sát cho cô các hình dưới đây và cho cô biết trang phục của mọi người trong hình có phù hợp với lứa tuổi của họ hay không và giải thích cho cô vì sao. Như các em có thể thấy trong hình A, đây là người mẫu nam. Độ tuổi tương ứng là thanh thiếu niên hay nói cách khác là người trưởng thành. Thì bộ trang phục này phù hợp với lứa tuổi của họ. Khi các em nhìn vào bộ trang phục này với người mẫu của chúng ta mặc sẽ cho một chúng ta cảm giác lịch sự, thanh lịch trong đó. Còn đối với hình B thì các em cũng thấy được đây là người mẫu trẻ em. Nhưng bộ trang phục của người mẫu trẻ em này khoác lên lại cho chúng ta một cái cảm giác như là đứng tuổi hơn hay nói cách khác là trông trưởng thành hơn. Do đó bộ trang phục ở hình B không phù hợp tương xứng với độ tuổi của người mẫu trẻ em này đang mặc. Tương tự đó, trong hình C thì các em cũng có thể thấy được đây là người mẫu nữ đang ở độ tuổi thanh thiếu niên hay nói cách khác là người trưởng thành. Thì bộ trang phục mà người mẫu nữ này khoác lên trên mình thì tương đối không phù hợp với độ tuổi. Khi các em nhìn vào người mẫu nữ mặc bộ trang phục này sẽ cho chúng ta cảm giác rất là nhí nhảnh và hồn nhiên. Thì nếu người mẫu nữ của chúng ta ở hình B mặc bộ trang phục này sẽ tương đối phù hợp hơn so với là người mẫu nữ ở hình C. Cuối cùng ở hình D thì các em có thể thấy được đây là độ tuổi người lớn tuổi. Thì bộ trang phục của người mẫu của chúng ta khoác lên mình phù hợp với lứa tuổi của họ, trông rất là trang nhã và thanh lịch. Quan sát cho cô hình 7.6 trong sách giáo khoa và nhận xét về màu sắc, kiểu dáng trang phục của mỗi lứa tuổi. Đầu tiên đối với trang phục của người lớn tuổi, tiếp theo là trang phục trẻ em, thứ ba là trang phục của thanh thiếu niên. Thì như các em cũng có thể thấy trên hình, trang phục của người lớn tuổi, phần lớn màu sắc đều có những gam màu tối không quá nổi bật hoặc không quá rực rỡ. Còn về kiểu dáng và kiểu may thì các em sẽ thấy đa phần là những kiểu may trang nhã, lịch sự và đơn giản, không quá cầu kỳ và không quá nhiều họa tiết trong đó. Tương tự đối với trang phục trẻ em thì sẽ hoàn toàn ngược lại với trang phục của người lớn. Thì các em sẽ thấy những gam màu chủ đạo của trẻ em rất là phong phú và đa dạng. Có thể mặc những gam màu nổi hoặc những gam màu tối đều được. Và các kiểu dáng, kiểu may cũng rất đa dạng và phong phú. Tùy theo sở thích cá nhân của mọi người thì chúng ta sẽ chọn những loại trang phục phù hợp. Do đó đối với trang phục trẻ em thì tương đối phong phú và đa dạng, dễ chọn kiểu may nhất, dễ chọn họa tiết nhất. Nhưng các em lưu ý đối với trang phục trẻ em thì các em nên chọn những kiểu may rộng rãi và những loại vải dễ thấm mồ hôi, mềm. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến trang phục của thanh thiếu niên. Trong trang phục của thanh thiếu niên thì sẽ tùy theo vóc dáng mà chúng ta đã học ở tiết trước thì sẽ có một số kiểu dáng hoặc màu sắc kén người mặc. Do đó thì các em nên chọn theo sở thích cá nhân của mình và vóc dáng của mình. Đối với độ tuổi trang phục thanh thiếu niên thì cũng như trang phục trẻ em thì chúng ta sẽ có rất đa dạng về những hoa văn và màu sắc để chúng ta có thể phối. Tóm lại, trong phần trang phục phù hợp với lứa tuổi thì các em lưu ý cho cô 3 nội dung.
Nội dung đầu tiên đó là phù hợp với lứa tuổi trẻ em thì chúng ta sẽ chọn loại vải mềm, dễ thấm mồ hôi, màu sắc tươi sáng, hoa văn sinh động, kiểu mai rộng rãi. Lưu ý thứ hai, đối với thanh thiếu niên thì sẽ thích hợp với nhiều loại vải, nhiều kiểu may, đa dạng hoa văn và màu sắc. Chú ý thứ ba, đối với người lớn tuổi thì ta sẽ chọn những màu sắc, hoa văn, kiểu may trang nhã và lịch sự. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu xong phần 3.1 và 3.2, thì tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần 3.3, chọn trang phục phù hợp với môi trường và tính chất công việc. Phần 3.3 này thì các em hãy quan sát hình và cho cô biết trang phục này được sử dụng trong hoàn cảnh nào. Như các em có thể thấy trong hình A, một bạn nam và một bạn nữ đang cầm diều thả chơi, thì các em có thể thấy được đây là trang phục phù hợp khi mà chúng ta đi chơi. Còn đối với hình B, đây là một bộ trang phục có đồ bảo hộ lao động, thì như các em thấy thì các em cũng sẽ biết được đây là trang phục sử dụng trong vấn đề lao động. Còn hình C, đây là một bộ trang phục thể thao phù hợp cho khi mà các em chơi những môn vận động như đá banh, cầu lông, bóng rổ, bóng ném, vân vân. Còn đối với hình D thì các em cũng có thể quan sát được một bộ đồ tay dài, quần dài sẽ thích hợp cho chúng ta mặc vào những buổi tối khi mà chúng ta đi ngủ. Còn hình E, đây là bộ trang phục đồng phục ở những vùng miền cao, miền núi. Đặc điểm để nhận dạng bộ trang phục đi học này đó chính là các em sẽ thấy hai bạn nữ đều có thắt khăn quàng. Còn hình G, đây là trang phục dành cho những dịp lễ hội, những dịp Tết hoặc những dịp truyền thống của một số dân tộc vùng miền cao. Các em hãy so sánh cho cô sự khác biệt về kiểu dáng và màu sắc của các bộ trang phục trong hình 7.7. Như các em có thể thấy được, bộ trang phục đầu tiên đó chính là đồng phục đi học. Thì về phần màu sắc thì các em cũng sẽ thấy được màu sắc trang nhã và lịch sự. Kiểu dáng sẽ vừa vặn với cơ thể tương đối thoải mái. Còn đối với hình B, thì các em có thể thấy được đây là trang phục dành cho việc đi chơi. Thì màu sắc sẽ tươi sáng, rực rỡ, hoa văn, sinh động. Và kiểu dáng cũng sẽ là vừa vặn với cơ thể và sẽ thoải mái hơn. Hoặc tùy theo sở thích cũng như vóc dáng sẽ có một số kiểu may ôm sát cơ thể. Còn đối với trang phục cuối cùng đó là trang phục lao động, thì đa phần các trang phục lao động sẽ có những gam màu tối. Kiểu dáng sẽ là gọn gàng, thoải mái. Đặc biệt trong trang phục lao động thì sẽ giúp cho việc lao động thuận tiện hơn và an toàn hơn. Thì các nhà sản xuất cũng như các công ty sẽ phân phát và lựa chọn những kiểu trang phục gọn gàng, thoải mái, chất liệu thấm mồ hôi, dày dặn để bảo vệ cơ thể. Tóm lại, một bộ trang phục đẹp và phù hợp với hoàn cảnh sử dụng sẽ giúp cho người mặc trở nên lịch sự và tự tin hơn. Ví dụ như là trang phục đi học, thì các em cũng có thể thấy được kiểu dáng sẽ rộng rãi, thoải mái, với các kiểu may đơn giản. Thông thường sẽ sử dụng vải sợi pha để sử dụng trong việc may đồng phục. Và những gam màu thường hay thấy nhất trong trang phục đi học đó chính là những gam màu sáng, nhẹ nhặn. Còn đối với trang phục lao động hay nói cách khác là trang phục mà trong quá trình mà chúng ta làm những ngành nghề sản xuất thì kiểu dáng phải gọn gàng, thoải mái với kiểu may đơn giản.
Thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng vải sợi bông hay có tên gọi khác là vải cổ tông. Để khi mà chúng ta mặc vào sẽ cho chúng ta cảm giác thoáng mát và thấm mồ hôi tốt. Thường sẽ có những gam màu tối. Còn đối với trang phục thể thao hay nói cách khác trang phục vận động cũng như trang phục đi chơi thì chúng ta sẽ tùy thuộc vào từng môn thể thao hoặc tùy thuộc vào từng bữa tiệc thì chúng ta sẽ có những cái kiểu trang phục khác nhau. Thông thường chúng ta sẽ sử dụng những vải co giãn và thấm hút mồ hôi tốt, sẽ có những gam màu sắc tươi sáng. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đi vào phần lựa chọn cuối cùng, đó chính là lựa chọn phối hợp trang phục. Thông qua việc mà chúng ta lựa chọn bằng những gam màu sắc khác nhau. Các em hãy quan sát cho cô hình 7.8 sách giáo khoa và cho cô biết theo em những cách nào để phối màu sắc của trang phục. Như các em có thể thấy trong hình A, đây là cách phối màu giữa hai màu tương phản đối nhau trên cùng một dòng màu. Như các em có thể thấy trong một vòng màu của chúng ta, màu xanh đối xứng với nó sẽ là màu cam. Thì đây là cách phối hợp màu sắc đầu tiên. Tiếp theo, chúng ta sẽ có cách phối màu thứ hai. Đó là phối màu giữa hai màu kề cận nhau trên cùng một dòng màu. Thì các em có thể thấy được gam màu xanh lá sẽ kế bên liền kề với gam màu vàng. Thì chúng ta cũng sẽ có thể kết hợp được bộ trang phục dựa trên gam màu như thế. Đây là bộ trang phục ở hình B. Còn đối với hình C, đây là sự phối hợp giữa các sắc độ khác nhau trong cùng một vòng màu. Thì như các em có thể thấy được, chúng ta có thể sử dụng váy tím đậm kết hợp với áo tím lợt cùng một màu, nhưng mà chúng ta sẽ khác mức độ gam màu sáng và gam màu đậm. Còn hình D là tương đối đơn giản. Màu đen và màu trắng là gam màu trung tính thì chúng ta có thể phối hợp được với tất cả các bảng màu sắc khác nhau đều cho chúng ta cảm giác phù hợp. Tóm lại thì lựa chọn phối hợp trang phục theo gam màu thì chúng ta sẽ có các cách sau đây. Cách đầu tiên, chúng ta có thể phối hợp các trang phục có màu sắc tương phản với nhau hoặc các trang phục có các màu sắc đối nhau hoặc các trang phục có màu sắc kề cận nhau trên cùng một vòng màu. Cách thứ hai thì chúng ta có thể phối hợp trang phục các có các sắc độ khác nhau nhưng cùng một gam màu. Cách thứ ba, chúng ta có thể phối hợp trang phục may bằng vải hoa với trang phục may bằng vải trơn có màu trùng với một trong những màu chính của vải hoa. Cách thứ tư, chúng ta cần phải phối hợp màu sắc của các vật dụng đi kèm hài hòa với màu sắc của quần áo. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập để củng cố lại những kiến thức mà chúng ta đã học ở phần trên. Đến với câu hỏi đầu tiên, thì các em hãy cho cô biết trang phục lao động có đặc điểm gì giúp việc lao động được thuận tiện và an toàn? Thì đặc điểm đó chính là trang phục gọn gàng, thoải mái, chất liệu thấm mồ hôi và dày dặn, giúp bảo vệ được cơ thể khi mà chúng ta có thể lao động. Đến với câu hỏi thứ hai, thì em hãy giải thích vì sao những bộ trang phục dưới đây không nên mặc đi học. Thì như các em có thể thấy được thì những bộ trang phục dưới đây sẽ phù hợp cho chúng ta khi mà chúng ta đi chơi hoặc khi mà chúng ta đi dã ngoại hơn so với việc chúng ta đi học. Vì khi chúng ta đi học thì chúng ta phải bắt buộc tuân theo quy định của nhà trường là chúng ta phải mặc những bộ đồng phục học sinh để thể hiện sự đúng nội quy của nhà trường và tạo nên sự đồng bộ cũng như nhất quán trong nhà trường để dễ quản lý hơn. Đến với câu hỏi thứ ba,
Đến với câu hỏi thứ 3, là mỗi loại trang phục dưới đây phù hợp để sử dụng trong hoàn cảnh nào? Thì các em có thể thấy được đối với hình A, đây là trang phục bảo hộ lao động, sẽ sử dụng khi mà chúng ta làm những công việc nguy hiểm, cần phải có đồ bảo hộ thì các em sẽ sử dụng trang phục này. Còn hình B, đây là một trang phục tương đối thông dụng, các em có thể sử dụng trong những hoàn cảnh như là đi chơi với bạn bè, đi ăn uống với bạn bè, hoặc đi dạo phố, hoặc đi xem phim, vân vân. Còn đối với hình C, đây là một trang phục khi mà các em nhìn tới thì các em cũng thấy là trang phục thể thao, mang tính chất vận động thoải mái. Còn trang phục cuối cùng, đây là trang phục dành cho môi trường công sở, hay nói cách khác là dành cho môi trường đi làm nói chung, thể hiện sự thanh lịch và tao nhã trong bộ trang phục này. Về nhà thì các em làm cho cô bài tập vận dụng này vào trong tập. Mô tả bộ trang phục đi chơi phù hợp với lứa tuổi của em. Cô cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của các em. Hẹn gặp lại các em vào tiết sau.